Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục cái phe viên thuật. Nói tóm lại là vừa lên vương xong, bây giờ mình lại tăng lại các bạn. Đấy, xác nhận luôn. Opportunity is seldom. Hiện tại là đang dư 5.900 tiền. Đấy, khi lên vương này thì chọn cái này luôn, 6.000 tiền. Hiện tại đang chấm hỏi cộng 6 tham nhũng phạm vi thế lực, trừng phạt quân sự, đánh nhau nhiều. Thằng vua Bù Gìn này nó sợ mình soái ngôi sao ấy, kiểu vậy. Ok, mình sẽ tăng cái này lên. Nói chung là mình tăng lốt cái này nữa là mình tuyển quân là không đồng rồi. Giờ xét một thằng nó làm thừa tướng. Đấy, nói chung là tướng của mình rất ít nhưng mà mình đã lên vương rồi. Khổ. Bây giờ mua mua thằng nào đây? Không có tướng cơ. Thằng Viên Diệu này. Thằng này thì lại dở là bị trừ trị an. Đây xem có cưới được đứa con là đứa đứa nào không nhé các bạn. Thằng Thịnh Hiến này cho nó làm chư hầu được không? Our patience is Thằng thin. này nó không chịu ạ. Thằng này rất vớ vẩn. Lôm ca lôm côm nhưng I am mà grateful for your reception. ủng hộ chính thống 8 chấm. Thực ra bây giờ mình chả cần nó ủng hộ nữa các bạn ạ. Bây giờ mình đang cầm 200 danh vọng thì mình sắp lên vương rồi. À sắp lên vương rồi. Lúc trước mới là lên công tước thôi nhầm. Còn hơn 100 điểm nữa các bạn. Bây giờ mà mình đánh nhau vài thằng nữa thì là You câu seek chuyện to nó sẽ waste khác. my time, no doubt. Rồi bây giờ mình cũng không cần cái điểm chính thống nữa. Hiện tại là bây giờ mình đã có chư hầu. Bây giờ mình chỉ có đánh nhau với cả bọn Đổng Mân này này. Hay là chơi viên thuật xong lại cứu thiên tử cho thiên tử làm vua. Không không thèm làm ngụy đế nữa, gọi là phò phò Hán. Cho nó đổi mới nhỉ. Ok, bây giờ mình đã xây dựng lại các cái ngôi nhà này thôi. Đang bị tham nhũng thì 31 tham nhũng à, xây cái này lên giảm tham nhũng. Đấy. Mà có nhất thiết phải xây không? Xây bây giờ thì cũng khá tốn tiền. Chỗ này thì gần như đã không đánh nhau rồi, thằng Nghiêm Bạch Hổ này thế này. You darken my day. Rồi bọn thằng này nó cũng chả đánh nhau, à có đánh nhau với một thằng. Đang đánh Oh, nhau với cả wonderful. Tào Tháo, Just wonderful. có thể nó sẽ chiếm được một cái mảnh của thằng Tào Tháo ấy. Hiện tại đang đứng ở đây ấy. À đây nó chiếm được Cư Sào rồi. Đấy, Tào Tháo thì đang ấy rồi. Thành Nghiêm Bạch Hổ này vẫn có đất thôi. Bây giờ mình phải lo chống với cả cái thằng thằng này. Nó đã sáp nhập được Kim Hoàng Tam Kết này, nó sáp nhập được Samarkand rồi. Ok, mình sẽ mua quân ở đây thôi. Nhưng mà trước hết là mình phải kiếm một thằng tướng đã. Không có cái thằng tướng nào ngon. Trừ 2% phí duy trì cánh quân được nhá. Đào Anh Văn. Nhưng con bé này thì nó lại đang có một cái dở. Mình cần phải lên một cấp nữa. Đấy. Cũng khá là ổn. À, với con này cũng không có con nào hơn được các bạn ạ. Đây thử xem vài con tướng. Thằng này thì tăng thu thập, nói chung là chỉ có tướng tướng đỏ và tướng xanh. Ô thằng này ngon nhá. Ôi thằng này rất ngon luôn. Thằng Dương Phụng này là cực ngon, trừ tham nhũng này, trừ 10% phí duy trì cánh quân toàn thế lực, lại còn cộng 10% kinh nghiệm nhân vật, trừ 20. Ôi dồi ôi, thằng Dương Phụng này là thằng quá xịn, bây giờ mới biết. Đấy, đây mình xem cái điểm của nó này. Mới đầu mình thằng những cái thằng mà gọi là tướng tướng vàng thì hay thường cho nó lên, nhưng mà cái thằng Dương Phụng này thì lại quá xịn. Đâu rồi? Xem chi tiết này. Trừ phí duy trì cánh quân 10 cộng 10 kinh nghiệm nhân vật. Rồi.
Bây giờ còn cái gì thì đeo lốt vào, tăng 10% kinh nghiệm nhân vật nữa là 20% kinh nghiệm nhân vật thì thằng này nó lên lên cấp cứ như điên các bạn ạ. Rồi. Mày xong rồi. Rồi cho thằng này một cái đồ ngon ngon vì cái công lao của nó. À. Mình có thể tăng cái hướng ở dưới. Quá là ok. Hiện tại là bây giờ mình chiêu mộ quân lại xem. Còn có 100 thôi. Đấy các bạn ạ. Nói chung là gần không đồng rồi, mình chỉ cần tăng thêm một phát nữa là không đồng thôi. Thì quân hiện tại như thế này thì mình có thể mua ra. Triệu tập bất kỳ một thằng nào. Đấy. À. Triệu tập luôn thằng này ra luôn. À, giá 700 ạ. Persevere. Ô quên, mua nhầm. Cần một thằng tướng chạy xa. Đây, Tôn Tình. Kỷ Linh được, Thái Diễm đâu. Không hợp. À, chỉ có con Phùng Phu Nhân này thì tạm hợp. Thái Diễm cũng được. Nhưng không hợp với Kỷ Linh. Đấy. Nói tóm lại mình chọn mấy cái thằng nó hợp một chút thì nó ok hơn. Rồi mình sẽ có rất nhiều tướng thôi, không có gì cả. Đây cho thằng này ra. Home gladdens the heart. Với hai đạo như thế này là uy. À, cần thêm một thằng nữa dẫn quân. Thằng Phí Sạn này không biết là như thế nào. Resist corruption and endure hardships. Ok, thằng này cũng dẫn quân được luôn. Chiêu mộ Phí Sạn thì hợp với Kỷ Linh. To arms. Rồi, mình cũng gọi được 6 tướng ra thôi. Home okay. Gladdens the heart. Đấy, mình sẽ chờ hồi quân thôi. Cho thằng you này một cái vũ khí ngon ngon hơn. Cũng chả có. Giờ thì các tướng của mình gần như là nó đã hài lòng hết rồi. Cứ tưởng lên vương mình mới là lên bá tước thôi. Bây giờ mà đánh cái thằng Hoàng Kim Tan Kết này thì nó ở hơi xa. We must become independent again. Ô má cái thằng. Bên ta cho phép Vương Lãng độc lập ạ, từ chối. Curious but acceptable. Từ từ đã, mình phải lấy cái điểm ấy đã các bạn ạ. Cho nó đầy đầy lên đã, chứ chi mới có một thằng. À, nó đang chuẩn bị nó đánh thằng Ngô. Đẹp nhá các bạn. Nó mà chiếm được cái này là mình ra mình chiếm lại là ngon. À, đẹp. Đấy. Nó đánh cái này thì cũng phải mất mấy cơn. Sprout ever upwards to heaven. Đây người ta gọi là thừa lúc đục thả câu đấy. Không có một thằng danh tướng nào đã về hết các thế lực khác rồi. Nói chung là chơi viên thuật thì nó là như vậy các bạn. Các bạn phải chịu thiệt thòi là các bạn không có quân. Là không có tướng. Thế thôi. Patience can snare any. My lord. Bây giờ thằng nào mà đánh nhau với mình thì mình ốp thôi. Vương Lãng này cứ chờ đấy, cái điểm này của mình rất cao. Bây giờ đang là 320. Thành này thì có thể hiện tại mình chưa có một cái thành để xây quân. Thành này có thể xây quân. Và mình có rất nhiều chức thái thú.
Thứ nhất là ở Trọng Công Quốc này là mình phải có một thằng thái thú. Đấy, Viên Diệu này. Hao tổn từ thương nghiệp. Ok, cho một thằng. Bởi vì mình quá nhiều thành, bây giờ mình phải xét nó vào để cho nó kiếm thêm tiền thôi. Có những cái thành nó khá là nhiều tiền. Đấy. Thành này 400 mà đánh nốt thằng Nghiêm Bạch Hổ là cũng khá là ok đấy. Thành này cũng cần một thằng tướng tướng xanh. Thiếu tướng quá. Cần một thằng tướng xanh xịn. Thương nghiệp và công nghiệp. Đáng lẽ là thằng này cho ở đây mới là đúng. Ok, tạm thời thế đã các bạn. Đây, thương nghiệp và công nghiệp. Thằng Ngô nó đang chiếm của mình. Thằng Tôn Kiên thì nó ở rất gần mình thôi. Mình đánh thì chỉ còn vài nhà là mình có thể tiến được. Rồi, tạm thời thế. We would not need fear. Không xâm phạm với Lưu Bị đàm phán. Cộng 1, cộng 1, cộng 1, cộng 1. Cái gì đây? Cái này có thể ok nhá. Toàn cái vớ vẩn này. Mộc Nhân này, đạo tử. Đồng ý. May we talk again. Mình với cả Tào Tháo gần như làm chủ Trung Nguyên rồi. Bây giờ có đánh nhau với thằng Tào Tháo thì đánh này. Thì ok hơn. Bây giờ mà không đánh nhau thì không nên vua được. Rồi. Ây da, phục kích thành công nhưng mà mình sẽ không đánh được các bạn ạ. Quân của mình đang ít hơn. Và ai trưởng ạ? Rồi, nó lại đi đánh mình ạ. Nó không đánh Đông Ngô ạ. Bó tay. Hỏng. Thế nó lại đánh được mình ạ. Ever upwards. Lùi về đây thôi. Có dám bọn nào vào đây đánh không? Ever upwards. Marching. Now we wait. Vent frustration. Shall we begin? À, nó chỉ đánh nhau với mình thôi chứ nó không đánh nhau với cả ấy ạ. À, mình bắt được thêm mấy thằng tướng này cũng hay đấy. Dương Phụ, ok, thằng này cho dẫn quân được, thằng này nó làm thừa tướng mà. Trương Huân, lên nè vờ như đúng rồi các bạn ạ. Cho cái giáo xịn hơn. À. Qua. Giờ mình sẽ tích một ít tiền. I offer you alliance. If that's your choice. Tích một tiền, ít tiền để chuẩn bị binh biến này, mình sẽ đem quân bình định. Thằng Ngô này thì bây giờ nó đang chiếm khá là nhiều. Khá là nhiều đất. Rồi vẫn lao vào đánh bình thường nhé. Rất gấu luôn. Phục kích thành công thì đương nhiên rồi. Đem quân nghìn dặm này. Cặp phục kích trên này thì lấy gì đỡ. Bắt được một thằng đi. Rồi. Có thêm mấy cái thằng Man Di này cũng được. Đang mó mém. Rồi lại có thêm thằng này nữa. Thằng Samakha này nó lại xác nhập. Rồi. Cái gì đây? Thằng Trương Huân á. Không được. Thằng Trương Huân là thằng nào? À, cho thấy tham vọng ạ. Cái này thì không quan trọng nhé các bạn.
hoàng đế tham vọng cộng 10 trị an thì mình cần gì mấy cái này, cộng 20 ngoại giao với chư hầu chả giải quyết vấn đề gì cả. Mình chỉ cần là trừ 50 chính thống lại được, mình phải nữa bởi vì cái chính thống của mình tăng nhiều đấy, mình chọn cái kia để nó gây thù địch cũng chả giải quyết vấn đề gì cả đấy. Bây giờ mình đang dưỡng quân các bạn, đánh một phát là đánh một mạch luôn rồi. Ôi dồi ôi, có một cái cung ngon luôn. Cứ im lặng thôi, cứ bình tĩnh. Từ từ khoai nó sẽ nhừ. Corona! Tập bích đêm. Nằm xuống ạ. Có một thằng nó đòi làm thái thú ly khai, mình phải xem nhé. Mình sẽ cho nó bổ nhiệm nó cái chức khác. To heaven. Rồi, hành quyết thôi. Grant them dignity and death. Persevere. À, tất cả chỗ bọn này là đều đứng phục kích hết. Hiện tại đang 14k tiền rồi. Thằng này chắc chắn nó lại sang sông thôi. Đấy. Đâu thằng Dương Phụng đâu? Thì tôi thằng Dương Phụng đó. À thằng Trương Huân. Cho nó lên nó là thái úy đi. Thằng này. Sao thằng này nó lại đòi độc lập nhỉ? Ô thằng này nó có đòi làm ấy đâu mình nhỉ? Nó bình thường mà. À đây đây thằng này. Thằng này có dã tâm không được. Thằng này thì khá là ngon. Vì nó tăng cái nhánh ở dưới nhưng mà không ổn rồi. Còn cái nhiệm vụ nào không? À thịnh hiến 10 lương thực ạ. Đâu rồi, xem cái phe thịnh hiến 10 lương thực. Our patience is thin. Quan trọng là mình không biết là nó có bao nhiêu lương thực, nó bị âm bao nhiêu. Mà không biết được âm bao nhiêu thì mình cho nó bao nhiêu lương thực. Cho nó 15 lương thực đi. Rồi. Your generosity is appreciated. Để hoàn thành cái nhiệm vụ. Rồi lốt một lượt nữa là mình hết trừng phạt. Đấy, tiền nhiều rồi. Chỗ này để tuyển quân cũng được. Quỷ đi. À. Cái này xây nông nghiệp cũng được, thương mại cũng được. Thương mại 200. Thương mại. Ôi cứ lâng một cái khuyến nông đi. Đấy, cái thành này nó cũng là cái thành chính của mình. Đấy. Mấy thằng này có thể cho nó làm nhiệm vụ cũng được. Đấy, tăng cái độ hài lòng trừ tham nhũng ạ. Cho làm mấy cái nhiệm vụ. 27 tham nhũng. Mình nói chung là mình lười xây thành. Đây cho cái thằng Trương Huân lên đây. Chấp nhận nha các bạn. Nông nghiệp và thương mại. Cho một con bé khác vào. Thu thập từ tất cả các nguồn. Tạ. Ok, đấy. Tạm thời như thế. Mấy chỗ này cũng cần xây lên. Thành này xây lên một phát nữa hết tiền luôn. Chắc là mình chỉ xây đến cấp 4 thôi, cũng chả xây thêm đâu. Cái chỗ thành này để xây dựng mỏ lương cũng được, do thằng Vương Nãng nó chiếm mất một chỗ của mình. Mình cho nó. Rồi.
Nói chung là mấy cái thằng xa này mình sẽ không đánh. Đánh vài trận sau đó hòa bình các bạn. Không nên đánh. Tương Dương ngon rồi, có thằng nó tiến chiến rồi. Đang không biết là thằng Tương Dương ở đâu. Mình chờ bọn nó tuyên chiến. À nhưng mà thằng nào gần thì đánh nhá. À thôi. À mình còn đi chiếm bọn ở đây, ở trên này. Đánh cái bọn độc trác. Đấy. Kiếm kiếm đất một tí. Ok hoàn thành rồi. Trừng phạt quân sự. Hết. Ô, vẫn lại trừng phạt quân sự ạ. Má nó chữ lại vừa trừng phạt hơi nhiều ấy. Có thể do cái điểm ân sủng của mình nó thấp ấy. Thằng này nó làm vua hơi bị lâu rồi. Nói chung là chơi viên thuật nhưng mà đam mưu túc trí nhá các bạn. Hiện tại thằng này nó ở đây. Mình sẽ đem một đạo quân chính đi lên trên này chiếm. Embarking. Chạy thật nhanh. Ready yourselves. Tiêu tiêu tiêu. Thành này xây gì đây? À, công nghiệp. Thu thập công nghiệp. Xây thêm nông nghiệp nữa. Đang hơi ít tướng vậy. Nói chung là cũng không mua được tướng nhiều các bạn. Mình cứ giữ để đấy thôi, bây giờ qua ngày thôi. Nói chung là giai đoạn này là giai đoạn đang bình yên. Không phải lo cái gì cả. Xây xưởng lại một số cái nhà thôi. Đấy. Rồi cái thằng này, thành này lên rồi thì nói chung là thành nào mình cũng phải xây để mình có thể phòng thủ được. Ok. Trương Dương nó ở đây. Lưu Sủng thì còn ghé tí. Cứ thế thôi. Chờ thằng kia nó đến là mình xịt thôi. Thằng Ngô này nó nhiều quân quá. Toàn tướng giỏi. Rồi Vương Khôn tuyên chiến. Đẹp. Thằng nào tuyên chiến thì cứ tuyên chiến nhé. Rồi, thằng này chắc chắn nó lại lao vào cái chỗ lương thực này thôi. Không thể nào khác. Lại còn trừng phạt kinh tế. Năm thứ. Ok, tăng nốt cái này là xong. Cái nhánh đỏ coi như là tạm thời ổn. Đấy, mình sẽ đem quân lên Remain pure. Quánh ở đây. Shock Fury. Mai sẽ chiếm cái chỗ này để mình có thể hồi được quân như các bạn. Gather your strength. On the march. Trừng phạt tao hơi nhiều. Quân địch có Lữ Bố. Lại viên diệu là có thằng rồi. À đây là sắp xếp hôn nhân. Không cần. Cộng 2 cấp cho tất cả các quân binh. Tần Bì. Cúi kê là hình như là ở đây. Bà Dương. Đây cái thành này xây được hai điểm luôn. Ừ.
Rồi thứ mai đánh. Tạm thời thế đã. 170. Tiếp tục. Ok. Bắt đầu đã hơi tốn tiền rồi đấy. Nói chung là mấy ngày này thì mình là hán, đã là hán tặc chưa? Do cái điểm thấp quá cho nên là lúc nào nó cũng trừng phạt đủ các kiểu. Tôn Kiên hiện tại nó đang có 3 đạo quân. Chưa nhiều lắm nhé các bạn. 3 đạo quân, 4 đạo quân, 5 đạo quân. Rồi, ôi thằng kia nó phục kích tướng của mình lại đứng lên à. Hình như là không bắt được. Quên à. Destroy corruption. Thôi kệ thôi. Thằng này lại vừa chạy nhìn thấy chạy thì rồi mình lại xin cái thành thôi. Standard stance for the people. Justice cannot be denied. Only by growth will the word be spread. Cái gì đấy? Nó bảo mình bổ nhiệm thái thú rồi, cũng trông không có gì. Đấy, hiện tại là bây giờ đánh thằng Đồng Mân mà cứu thiên tử thì đi vòng ở đây hơi xa. Thực ra mà đi theo cái hướng này thì còn rất xa luôn. Đúng không? 5. 5. Nói chung là hướng nào cũng 5. For China. Bring you. Cứ tạm thế này đã. Chưa biết quân đội của nó như thế nào. À, chờ tí đầy tiền ngay. Bọn Trương Dương này thì còn lâu mới có quân. Trương Dương đấy. Rồi, phục kích thành công. Lại bắt được thêm tướng. Đánh thắng xong trận này mình sẽ hủy hết quân đi thôi. Rồi lại mua thêm được một thằng nữa. Thằng China. Lại tự phục mấy cái thằng tướng nữa vậy. Tự phụ là chết rồi. Không cầm được quân các bạn. Biết ơn cái này đi theo cốt truyện Tam Quốc là cái gì? Ô, mình cứ đi theo cốt truyện Tam Quốc à? Là như nào? À đây hình như là thằng Ngọa Long à? Ở phe Thục hay sao? Cultivate patience. Tướng mình hiện tại bây giờ đang lên cấp rất là nhanh. À đây nữa. Người kế vị thu thập 5% tất cả các nguồn. Rồi bắt được không? Bắt được thêm thằng nữa thì đẹp. Our victory is proof of heaven's approval. Không bắt được. Không yếu tiền. Though I rise, my heart remains with the people. Welcome, my lord. Không còn cái gì. I answer, my lord. Ở đây hủy thôi. Welcome, my lord. Your presence is heartening. Đấy. Chỗ này thì mình có thể đánh lên trên đây. Của anh luôn. Làm gì có quân giữ. It cannot be done. Ai à? Có ạ, thôi chết rồi. Có là không được rồi. Chủ quan rồi các bạn. Dương Phụ. The mightiest chủ quan mới đâu. The mightiest tree survives on its roots. We must rest for now. China is people, not its oppressors. Forward! Resist corruption and endure hardships.
cũng hơi khó win. Đánh tay thì win thôi, nhưng mà quân của nó còn khá là đông thôi. Not its oppressive warlords. Lift the peasants. Thôi, cứ đứng ở đây thôi. Patience can snare any foe. Viên anh Dương. Remain resolute. Steel for battle. Chủ quan không mua hai đạo. Lại chậm mất một ngày. Tướng ngồi nhà cũng lên cấp. Đấy, tăng luôn mấy cái này cho bọn này có thể làm nhiệm vụ. Một lượt nữa thì mình sẽ được hồi. Nói chung là sắp thành Hán tặc rồi. Tào Tháo đang đi lang thang ấy, cho thằng Tào Hồng đi đâu kia. Đánh nhau với Nghiêm Bạch Hổ rồi. Nghiêm Bạch Hổ về vườn. Rồi thằng này nó mang tí quân lên thành ấy. Thế mới sợ. Mang có một tí quân ạ. Trong khi thành của mình quân này. Ây à, con bé này không có quân này. Tên là gì đây? Tào Văn Vân. Restore authority. Chiêu mộ hẳn tướng sĩ, quân sĩ luôn. Unification requires discipline. Ô, quên mất. À, không mua một thằng tướng ra. Nurture wisdom for the people. Ôi thôi xong rồi. It is time to reflect on events. My patience has limits. Thằng này thành đánh nhau với thằng China. Này. Thế mới đau. Nurture wisdom. My lord. Ôi thằng này cũng thế ạ. Reject corruption. To battle. Không được. Sau đó rút lui. Stand down. Serve the people. Ok. Đã conserve spirit. I would meet with my advisors. A lapping tide. Rhodes stone. Consider and act. Đấy, vào đây mà đánh. Nếu mà không phục kích được thì sợ là mình không ấy được ạ. Ben, do not break. Không đánh thắng được. Embrace autumn's change. Serve integrity. Bring news of what occurred in my absence. Marching, I return. How fare the people? Đây nhá, phục kích như này cho nó ok này. Be still. It is time to reflect on events. Để nó nao vào thằng này. Blind. Mình không phục kích được thì nó đánh vào thằng này thì mình vẫn ốp được nhá. Đấy, chứ còn nếu mà mình đứng trước ấy là nó sẽ không có quân đâu. Ok. À, quân đã lên. At ease. Với từng đây quân chẳng nhẽ lại không vui. For the people. Focus your rage. 4.000 quân à? Của nó 4.000 quân chưa chắc đã vui. Corner. Shout fury. Moving out. Crush them. Thắng đợi đẫm máu ạ. Attack! Thêm nốt một đạo này nữa. Marching! Forward! For China! Ok. Có mỗi mình đánh kiểu này thì... Our faith was rewarded. Mấy hôm trước xem mấy clip mấy anh em ạ. Anh em nào cũng chơi full quân từ đầu đến cuối. In time, thì they will điều thank us for như đúng rồi luôn. À. Nói chung là những cái kiểu chơi đấy nó chỉ phù hợp với cả một là chơi cái map thật là khó, hai là
mọi người chưa quen chơi thì mọi người sẽ nên chơi theo cái hướng đấy nha các bạn. À, còn mình bây giờ mình chơi gần như là mình sẽ auto là chính, lấy quân đông để đè thôi, mà đánh thì toàn bằng quân cùi thôi. Đấy. Quan trọng là các bạn biết gửi quân như thế nào, các bạn biết là đánh thắng được hay không, thì cái này là dựa theo kinh nghiệm. Các bạn chơi nhiều, các bạn hiểu là quân tầm nào có thể đánh thắng được nó. Đấy. Còn nếu mà các bạn chơi quân cơ bản thì các bạn phải đánh tay nhiều đó. Nói chung là sẽ mất. Ây à, hỏng. Con bé này nó lại không ấy ạ. Thế thế này thì hai đạo quân này sợ là không đủ. Đạt được ân sủng phải có 40 ân sủng ạ. Úi giời, còn có 7 ạ. 17. Bó tay ân sủng. Bọn này thì nó có một tí quân thôi. Conserve spirit. Mình quên mình không đưa quân ra. Return to standard position. Quan trọng là có đánh kịp không? À đánh được. Avoid diversions. Ba bảy đánh được nhé các bạn. Moving out. Với ba đạo như thế này. Remain supple. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không muốn đánh tay rồi. Home gladdens the heart. Cứ phải chắc. A lapping tide erodes stone. Viên thuật ra. With wisdom. Kỷ đinh ra. To war. When drawing a bow, hold the breath. A lapping tide erodes stone. Embrace impulse. Strike true. Thế nào gọi là thiên na địa võng? Đây là cách đánh mà không tốn một đồng các bạn. Bởi vì mua ra xong mình lại hủy đi thì mình cũng chả mất phí duy trì. The people's voice cannot be silenced. Đây là cách thủ thành, ok, lại được một con tướng ngon. Rồi. To action. Làm xuống. Còn chạy được đi đâu? À, vẫn chạy à? Vẫn chạy thì mình vẫn còn có tướng. May join the heaviest avalanche. Shout fury! Rồi. From the roots to heaven. They fought only for their beliefs. Peace through conquest. Hủy hết thôi. There is cunning in caution. Nói chung là làm xong nhiệm vụ là hủy. What do you wish, my lord? Chắc là mình sẽ mua quân ở Nguyễn Thành xinh hơn một chút. Remain honest. Đã đến lúc chuẩn bị phải xây thành để when drawing có thể chiêu mộ được quân rẻ và tướng cấp cao nhé các bạn. Đây thì chọn một cái thành nào bây giờ? Thành này thì thu thập công nghiệp khá là ok. Hiện tại đang chưa có thành để chiêu quân các bạn. Đây, cái thành này cũng khá là nhiều tiền nhưng mình sẽ xây mộ binh nha các bạn. Thành này là thành ở gần thằng ấy. Từ từ đó. Ở đây cứ xây cái doanh trại đó. Cái thành này thì không cần phải thu thập công nghiệp. Đây mình sẽ xây mộ binh ở đây. Thành này chỉ chữ lương thôi, cho nên là không quan trọng. Rồi thế thôi. Đánh nốt cái thằng đế quốc Đại Hán này. À Mã Đằng này hình như là có thằng con. This will be short. Rồi. À, Mã Vân Liễu ngon nhá. Cưới hết. Mã Hữu, Mã Đại có 4 đứa. Úi dồi ôi. Thái độ thằng này nó như thế này thì làm sao mà
cưới được và ai cả trưởng. Bây giờ làm sao mà đánh được cái mỏ này ấy? Phải mất 3 đây mà mình lại không có cái chỗ nào để hồi quân đấy, thế thì lại hơi khổ. Đi qua đất của thằng Mã Đằng quá khó. Marching. Khó của Lam Cường. Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời. Thằng nào đây? Mã Đằng. Mã Đằng có đánh nhau với cả thằng Đồng Trác không? Không đánh nhau ạ. Hay là thôi thế mình cứ đem con lên đây thôi. Vent frustration. Ở thằng này thì mình cũng mua phun quân ra, cứ cung cỏ mà chiến thôi. Xem đã, cái thằng này có phải là cái thằng mà tự phụ không? Không nhá. Thằng quân này rất là hay, đánh đánh tướng địch ngon này. Giá bao nhiêu tiền? 114 ạ, giữ lại nhá. Giữ lại để chém tướng. Còn các thằng khác là đổi sang cung hết. Rồi thêm một thằng tướng nữa thôi. Đây. Under one banner. Cứ phun cung, cung cỏ đi. Nó sẽ không tốn quân mấy. Rồi. Destroy corruption. Đứng lên đây. Thằng Lý Thôi này thì đang bị cản. Mình đi cái đường này là không sáng suốt rồi. Đáng lẽ là mình đánh đánh cái đường này thì là ok này. Mình mua quân từ đây, mình đi lên đây thì đánh thì ok hơn. Đấy, mình chiếm được đây rồi thì mình sẽ chiếm đây thì nó sẽ ok hơn. Chứ đi như thế này là rất khó. Sai lầm quá nhỉ. Thôi cứ e đi. Đi như thế này là quá sai lầm luôn. Rồi công nhận Viên Thiệu đánh nhau với mình rồi. Nó là cả liên quân đánh nhau với mình luôn. Thế chắc mình phải rút quân về thôi. Không cần cứu thằng Đổng Trác. À không, đánh thằng Đổng Trác. Đổng Trác đi nó cũng có mấy đạo, ít nhất là 2 đạo, rất khó để là lưu sủng tiên chiến ạ. Rồi tôi buộc đằng nào cũng phải về thôi. Ký hòa bình, đồng ý. Thằng nào đánh nhau thì thằng đấy nó lại ký, thằng khác lại ký. Ôi mình diệt thằng lưu sủng cũng được, đánh thằng Viên Thiệu để chiếm thêm ít đất của nó. Anh em tương tàn các bạn. Có gì đâu. Mình sẽ tăng cái này để tăng thêm cái di chuyển cánh quân. À, di chuyển xa hơn. Đây, thằng này nó cũng có lữ bố, lữ biếc, nó cũng 3 đạo. Ok luôn. My lord, I hope all is well. Cho nên là không thể chiếm được. How chiếm may là I phải là biện pháp khác. You grant me a kindness and calling. Thủ, my lord, I am okay at your hơn, disposal. Không nên đi đánh nhau for đường honor and glory. Tấn công là tấn công nó bất ngờ nhé. Chiếm được phát là mình có một đủ quân lực để mình phòng thủ. I answer to your request, my lord. Chứ còn bây giờ ba cái đạo này mình đánh làm sao được toàn quân xịn. Nuôi về là hợp lý rồi. Mua quân ở đây ra thôi. Chuẩn bị đánh chiến với cả thằng này. Nó đang chuẩn bị mang quân ra. Rồi, viên thuật ra. Đấy, xem có thằng nào ra được không. Không thằng nào hợp với thằng viên thuật. Mỗi con này cũng dở. Không một thằng nào hợp thì khoai rồi. Ôi, không sao, mình gọi thằng Kỷ Linh ra. Thằng Kỷ Linh cũng là cái thằng rất khó có người hợp. À, thằng Trương Huân này.
Remain pure. You grant me a kindness in calling, my Lord. Cùng phu nhân là hợp là consider and act. Gần như là không hợp. À, mình đang phun ấy rồi. Thuần Vũ Quỳnh này được này. Trương Tế à, đang phun quân. Mua thêm thằng Thuần Vũ Quỳnh này, thằng này không hợp với Trương. Đây mình sẽ xem. Bởi vì cái điểm của mình nó đang mắc rồi. Xem ở cái bảng này có thằng nào hợp không. Vãi cả trưởng. Không một thằng nào hợp. This land is busy with life and all its complications. Hoa tay. Nguyên thuật đáng ghét đến vậy sao? À, không hợp thì cũng không sao đâu các bạn. Nói chung là mình xét nó hợp được thì tốt, mà không hợp thì cũng không sao. Đây. Unification requires. Thằng này có xe nào đây? Trọng Công Quốc ạ. Là mình luôn. Nó ôi trời chết. Thằng này dễ là mật thám của Biên Thiệu. How may I serve, my lord? Chưa biết được. Tại sao nó bỏ Biên Thiệu? Ôi, mình cứ dùng tạm thôi nhé các bạn. Tell me your wish and I shall strive to fulfill it. 1, 2, 3. Spare your frustrations at the mountains. They gather everyone. There are plans to draw up. Không hợp thì lúc đầu thôi các bạn ạ. Nó sẽ sinh ra là ghét nhau ấy. Reserve action. Nó ghét nhau thì nó sẽ gọi là không tốt. Thái độ nó lồi lõm. Honor your ideals. Rồi. Bend. Cứ mua quân để đấy thôi. Cứ chọn tiền. Đâu nhỉ cái thằng xây quân đâu nhỉ? Đây. Rồi thằng này cứ xây cái này đã. Thằng này hòa bình được chưa? We thought you dead. We thought you dead. Bọn này không thằng nào theo. Mỗi cái thằng vương nãng. Thôi. Nữ bố này. Ngon vãi chưởng. Rồi, thằng kia nó có nhiều quân. Thằng Lưu Sủng nó có nhiều quân. À. Ok, thằng Trương Huân này ngon. Hiện tại the mightiest tree survives on its roots. Now we wait. For harmony, the trap is set. Thằng này chắc nó không dám lao vào đâu. Remain pure. Outwards and on. Toward, bring news of what occurred in my absence. Bây giờ nào. Nào vent frustration. Okay. Not possible. Đấy, cho nó nào thẳng vào. Mai sẽ được chết. Chiêu mộ viên anh Dương ra nữa. À, nói chung là toàn cung cỏ thôi, quân cỏ thôi. Không cần phải quân trị.
cành này này xây nên kiếm tiền. Rồi giờ có tụ đánh mỗi ở chỗ cái cánh này thôi các bạn, không phải đánh đâu nữa. Thằng Độc Trác còn nó có chiếm cái đấy, mấy cái này thì kệ. Ây da, so you will break. Tào Tháo nó căm thù mình ạ, không để ý rồi, kêu gọi trợ giúp, thằng này nó cũng không đồng ý cơ. Rồi nó đánh rồi lại phải kéo quân xuống dưới thôi. Thằng Tào Tháo này nhiều danh tướng à, bắt một ít hay là nữ bố nó sắp chiếm rồi đi thôi. Với cánh ba cái cánh này thì đúng là hơi sót nha các bạn. Đồng đấy nó chém xuống là cũng hơi mệt đấy, phục kích thất bại nhưng mà vẫn ok nha các bạn. Ôi giời chết, phục kích thất bại là không được ạ. Hỏng rồi. Thằng kia nó cũng không dám đánh. Đấy mật thám má lo, vừa mới không xoay các bạn, hơi đánh phải cẩn thận. Bây giờ mình có thể chiêu mộ tướng rất nhiều. Động Việt là xem phe nào nhé. Trương Dương thì thường mấy cái phe cùi thuần Vũ Quỳnh này, Trác Nguyệt chiêu mộ. Đấy, thường mấy cái thằng cùi này thì nó Lý Nho, Trác Nguyệt, Đổng Mân, Quách Dĩ này cũng khá ngon này. Quách Dĩ thuộc lại Lưu Bị, cứ lại phải soi mấy, có mấy cái phe nó hay chơi mật thám. Thôi được rồi, có một thằng nó vừa rút quân thế mới đẻo. Thằng này là không thể chạy được, nhưng nó có thêm quân viện trợ. Cay thật. Reject corruption. Mua ra xong rồi nó rút về. Cay. I shall not waver. Kỷ Linh ra tiếp. Order will spread. Mình là mình cứ đánh auto thôi, chứ còn nếu mà đánh tay như thế này thì hơi căng. Serve the people. Moving out. Reserve action. Đánh này chưa chắc thắng. Yên thuật này thừa sức để chơi quân xịn rồi. Contemplate all. Mỗi tội quân của mình lại không mua được quân cấp cao, mình phải tuyển ở cái thành kia mới được. Resist corruption and endure hardships. Quân này là mạnh hơn. Bọn trả mã này thì rẻ hơn. Bọn trả mã này được cái lợi là nó be still to conserve spirit. To war. Không win được à? À thắng lợi thoải mái. Quân mình đông hơn nhiều. Nói chung là chỉ thích đánh auto thôi các bạn. We outwitted rồi. Them. Mình mới đổi quân mà nó phải khác. Trừ 6 ân sủng mà hả? Keeping them is a waste of our resources. Lấy tiền. Release them. We have no use for them. The river ever rises. Giờ thì chạy đi đâu? Chạy đi đâu con sâu? For the people. Sprout ever upwards to heaven.
đang muốn hòa bình với thằng Đổng Trác đây. Bây giờ lại đang muốn tập trung đánh Tào Tháo các bạn. Justice cannot be denied. Do mình lên chức sớm quá, rồi ôi. They have suffered enough. Quá thằng ngon. Return them to their kin. Không bắt được đứa nào. Choose your words wisely. To enlightenment. Nói chung là mai mới công được. Remain flexible to react to the danger. Ở đây thôi. Be still to conserve spirit. Bây giờ mới lưng được cái này. From the roots to heaven. À, Tào Tháo nó chiếm ở đây rồi, nó công đây cũng là một vấn đề. Đấy. Nó công được đấy. Mai là nó công được chứ không phải là đơn giản đâu. Mặc dù thành này của mình cũng, nếu mà mình mua thêm thái thú thì vẫn có thể được. Nhưng mà ở đây mà chạy ra đây thì rất là xa. Thế mới căng. Không biết là nó có đánh sang bên này không, hay là đứng chiếm ở đây. Ở đây mình sẽ xem là có thằng nào quân xịn xịn không. Bend, do not break. Đương nhiên là mình sẽ phải chấp nhận là triệu tập hết quân đội rồi các bạn. Ever upwards to heaven. Thằng nào xịn nữa thì China is people, not its oppressive warlords. Destroy corruption. My troops need respite. Okay, my soldiers need rest. À? Resist corruption and endure hardships. Welcome, my lord. Your presence is hearty. Patience can snare any foe. Dương Hoàng. Remain firm. Good day to you. My aim is we must rest for now. Còn một. Rồi, phải mua phun một. It is joyous to see the land filled with life. Mình mới gọi thằng Thuần Vũ Quỳnh. Thằng Thuần Vũ Quỳnh này hơi ít ạ. Không có thằng nào phun quân. Có cái thằng Quách Dĩ này là của phe của Lưu Bị mua nhá. Mua sẽ hơi bị tốn một tí, nhưng mà thằng này nó đang nắm quân. Trust with conviction and strike true. Lưu Bị thì nó cũng ít khi nó chơi mật thám. Đấy, mình sẽ cho thằng Quách Dĩ về. Ok, hiện tại quân nó như thế này. Mua thêm mấy thằng tướng nữa. Thái Diễm. May wisdom flow. Ben, do not break. Từng đây mà nó lao vào nó đánh là mình vẫn có thể cân được với số lượng tướng mình đông hơn. Mặc dù tướng mình hơi củi. Rồi, bắt đầu đến cái lúc dầu sôi nửa bỏng đây. À, bây giờ thằng này thì sao? Hòa bình chưa? À, hòa bình được nha các bạn. Đấy, mình sẽ hòa bình với cả thằng này. Why must we speak? Ôi, đồ má nó, nhưng mà bây giờ hình như là mình lại không biết là có. Ô, lại không trao đổi được một lãnh địa với nó. Hỏng. Thế thì để cho nó chiếm cái này, mình sẽ tặng nó cái thành. Đấy, cái đấy sẽ là cái ranh giới để nó đỡ tiến công từ phía bắc xuống. Là hợp lý. Ok. Qua ngày thôi. Tào Tháo nó có cái thành level 7, mình sẽ chiếm luôn của nó. Mình đánh nốt cái kia xong mình rút về mình đánh thằng Tào Tháo. Hay già.
nó đem quân đi nó đánh rồi, thằng Quách Gia nó lại chiếm cái mỏ lương rồi, nó chạy xa thế vãi. Ui ui, will you join us? Thằng này nó là Hán tặc thỉnh cầu. Ok, our work is done. Kinh, mẹ quân thế này mà đứng còn bao vây, bó tay cái thằng này. Cẩn thận nó vừa đấy. Đúng là cái bọn độc mân hâm. Thằng động trác là nó phải ốp nó xong rồi nó hủy luôn nha các bạn. Đánh luôn ạ. Và mình không thắng. Do là đứng gần quá. Ok, mai sẽ chiếm. Thằng Quách Gia chắc chắn nó sẽ chiếm cái chỗ này. Nó chạy từ đây. Sao nó đi xa thế nhỉ? Thằng này nó có cái gì mà nó lại đi xa vậy? Đang hơi vô lý. Đấy, hiện tại ở đây ấy. Resist corruption and endure hardships. Đang bắt đầu chuẩn bị. Persevere. Sắp âm tiền đến nơi rồi. Honor your ideals. In autumn's ending, we are reminded of new starts. My lord, how can I serve? Khá là nhạy cảm. China is people, not its oppressive warlords. Dụ Tào Tháo nha các bạn. On the march. Đang y như Tào Tháo thì có điện for the people. Có dám vào không? Toward glory. Sát nhập luôn. China is people, not its oppressive warlords. Một cái miếng mồi ngon như thế này mà Tào Tháo không vào thì hơi phí. Mà vào thì sẽ chết thôi. Nó khá nhiều kỵ ạ. À, có hai đạo thôi. Ba đạo. Toàn giáo. Serve integrity. Ở với đạo quân này của mình là mình cân được. Thằng này nó lại đi. Nó chiếm đây. Bây giờ mình đánh thằng này. Diệt nó luôn. My lord, how can I serve? Thằng này cũng không đi nhanh. For China. Okay. For the people. Ok. Bao vây cơ mà. A frustrating result. Bó tay ạ. Fall back. Chết bố tướng, chết bố hết quân ạ. Vãi trưởng ạ. Remain honest. Strike now. Đúng là bó tay bao vây thành đánh tự động đánh này. Tiếp tục vây thành. Attack. Thua thua. Advancing. Bó tay ra quay. Quickly. A quick wit dodges the hardest blow. We are not barbarians. I must have power if I am to heal China. Nạc Dương đổ lát bây giờ đã lên level 4. Có thái thú không? Có thái thú ạ. Remain honest. Anh hủy thôi. Reject corruption. Công được luôn nhưng mà mình cũng không làm ăn được gì. Mai công vậy. Moving out. Now we wait. Auto là hơi tốn quân đấy, người kế vị lên năm nè. Rồi tiếp tục. À, chắc chắn là sẽ mất cái này rồi. Thằng này thì lại full cung
Thế này thì không ok lắm. Viên rượu ạ, mình sẽ chiêu mộ thằng viên rượu ra. Nói chung là tướng thủ thành thì nó phải khác thế các bạn. Quân sĩ. Đạt nhất và xinh nhất. Ok. Thôi mà cũng phải hủy ở đây. Chỗ này thì chắc chắn nó có thể nó quay lại đi nó đánh cái này. Đấy là vấn đề. À, nhưng mình sẽ triệu tập quân đội ở đây. Caution! Don't let the horse peel with laughter! Thằng này chơi cung. Cung này có cái gì ghê vậy? Ồ, cung xịn nha. Thằng này tướng đỏ nhưng mà lại có mấy quân khá là dị. Nó dẫn quân được, hồi quân được. Ok, chiêu mộ thêm thằng nào đây? Diêm Trượng này được này. For China. À. Đã bị âm mất 400 tiền. Tào Tháo bây giờ phải bắt được nó cơ. Nói chung là âm một tí tiền không sao. À, ok. Bọn kia chiếm đi để còn hòa bình. Khổ thế. Rồi. Nó chiếm cái mỏ nhỏ thôi. Rồi quân Tào Tháo lên khá là đông nhá. Bây giờ nó đang có một cái dở này này. Nếu mà mình chiếm luôn thằng kia, mình diệt được thằng thằng kia thì mình diệt được ngay. Nhưng mà câu chuyện là cái thành của mình nó sẽ gặp nguy hiểm. Đó là vấn đề. Bọn này thở hơi thế. I am not in the mood. Ồ. Chiếm thì chiếm hộ luôn đi. Nó mà không chiếm cái này ấy, nhẹ bọn này nó bị dở hơi à. Thành này thì nó sẽ lấy mất cái thành của mình. Thì lúc đấy càng khó để mà mình ấy hơn các bạn ạ. Bây giờ lại phải xét một thằng thái thú ở đây. Xét thái thú ở đây là thằng này không đánh được. Resist corruption. I return. How fare the people? Promote calmness. I answer, my lord. To arms! I must refuse. Remain flexible to react with agency. Đây, tăng cấp cho thằng này. Lên cấp nhiều quá. Thái thú này. Purge down. Quân thằng này cũng không quá mạnh. Với ba đạo quân nếu mà mình phục kích được là vẫn chiến được. All must unite. Rejoice. Your lord has returned. Chiêu mộ thêm một thằng nữa. Nó nhìn thành này chưa chắc nó dám vào nó đấy. Đấy, bây giờ mới là vấn đề này.
Quánh thằng này là chắc chắn sẽ chết. Quân thằng này khá là đông. Nó sẽ có thể quay ra đây nó bao vây thành của mình. Nhưng nó cũng không công được nhé. Ôi diệt thằng này đi. Thằng lưu sục này hòa chưa? Speak quickly. Chư hầu không? Thằng lưu sủng này thì hòa. Choose your words wisely. Yêu cầu cấp tiền luôn. Kiếm ít tiền để bắt cái thằng làm 2000. A successful bid. Căn bản là mình đang bị ui ôi. Âm ơn sủng rồi. Bảo sao mà mình bị trừ nhiều tiền. Giờ là không còn ân sủng nữa. Biến bố thành hán tặc đi. Đâu sẽ không biết là mình có là hán tặc không. Chứ tình hình thế này không ổn tí nào. Cần phải lên vương thôi. Lên vương gấp. There is cunning in caution. Standard stance. Marching. Đây, gạ đoàn. Nếu mà mày giỏi mày ra đây. It is joyous to see the land filled with life. Tào Tháo vẫn không ra. Côn vãi trưởng ạ. Thế thì buộc phải mình phải ra đây thôi. Honor your ideals. Thằng này chắc chắn ấy, thằng này được phục kích được có 70% ạ, hơi đen. Trong khi thằng này nó phục kích được 90%. Now, thế thì như này. Chiêu mộ một thằng ra. With wisdom, your arrival is welcome. Này rồi còn không lên nữa thì đừng có nói nhá. Rồi. À, chắc là do nó đứng xa quá nó không dám. Ok. Chờ kết quả. Ấy dạ đồng. Rồi. Đứng ngoài tuyên chiến hết đi. Kêu trợ giúp là nó không đồng ý ngay. Rồi vào hàng. Một tạo. Xin chúc mừng. Lại làm thêm được mấy thằng tướng nữa. Thẩm phối ngon luôn. In service of the empire. Thằng này à, chém. A clean end is preferable. Giờ thì cứ đánh nhau để kiếm tiền thôi. Rồi, nó rút về ạ. Rút sao kịp. Tào Tháo thì nó rồi. Lại có chút thắng trận rồi. Bắt được một thằng danh tướng bên nó là đẹp. Hạ Hầu Uyên đi. Hầu Đôn thì hơi khó nhưng mà Hầu Uyên thì sao? Them. We have no use for them. Ok. Ây da. Thế mới căng. Rồi thằng này nó lại chạy ở đây rồi. Tào Tháo đang rút về. Hai đạo nó đang tập trung ở đây. À đủ. Thôi, xong rồi. Nó lại đánh. Vẫn thắng lợi thôi. Đang muốn hòa bình với thằng này quá mà không hòa bình được. Keeping them is a waste of our time. We are not barbarians. Đằng kia nào lên à, rút về. Đánh thua tự rút về. Không chiếm, thế mới đau. Bọn này tự dưng nó bị điên à. Sĩ Nhiếp bị thằng Tôn Sách nó đánh ghê quá. Tôn Sách hiện tại đang có 4 đạo quân. 5 đạo quân full. Ô quên nữa, đáng lẽ mình đánh cái thằng Lữ Bố luôn, nhầm. Đây này. Mình để như này mình đánh luôn
cho nó hết quân luôn, nhầm để cho thằng bọn nó chiếm luôn các bạn ạ. Ôi giời, má nó phá luôn ạ. Nó là cái bọn đổ mân nó bẩn bựa. Choose your words wisely. Không có đất để mà tiến hành hòa bình các bạn. Hiện tại cái thành này chắc chắn là mất rồi. Ôi da. Spring sprouts, painting the land with glorious colors. Welcome, my lord. Giữ ở đây thì không còn ý nghĩa nữa và cũng không thể nào giữ được. For China. Chấp nhận số phận. Cái thành này cũng chả bán được cho ai. What do you want? Đánh thì thằng này chết rồi, nhưng mà mình sẽ bị mất ở cái khu này. Rồi tăng mắc cái di chuyển bản đồ chiến dịch. Embrace impulse. Có 45% thì. Marching. Remain pure. For honor. Kiếm ít tiền hả? The people's voice cannot be silenced. Ô cái gì mà sao lại được cộng 2? They have suffered enough. À, âm hai. Vent frustration. A lapping tide erodes stone. Rồi, thằng này nó nao lên. Ui dồi ôi, quân nó xịn vậy. When drawing a bow, hold quân the rất xịn đấy. Kỵ có đến 5 đạo, 4 đạo. Our faith was rewarded. Mình cần phải có giáo mới đỡ được. Ok. Tướng mình đông hơn. Nhưng mà tướng mình hơi cùi. Nếu mà thua thì buộc phải đánh bằng tay thôi. Còn cái đạo này ấy, đương nhiên rồi. No. Quên mất cái này không mua quân. Our cause is just and noble. Tào Tháo nó khôn ma, đánh thua phát là chạy té cái khói. For China. Rồi thắng rồi. Yeah. Those who do not bend to authority break upon it. We must lay foundations if we are to rebuild. Nào cũng từ ba ân phục. For China. Truth is an unquenchable flame. Thằng này tăng uy tiền thôi. Ok. Đấy, bây giờ xem cái nhánh này nè. Hiện tại từng đây mình không đủ sức để đánh bọn này. Ever upwards. Now we wait. Lại tiếp tục phải thằng này có khả năng dùng độc tiễn. Thôi, tăng khích nệ. Resist corruption and endure hardship. Bây giờ chưa phải là lúc để mà gọi là công nó. Ben, do not break. À, không còn một con nào nữa. Ôi thứ chết. Con Hạo Trang này bây giờ bị xông vào đánh thành là toi. Thế thì mình mua nó ra đây các bạn để bảo vệ nó. I shall not waver. Rồi. Patience can snare any foe.
Chẳng lẽ lại phải biếu mất một cái chỗ này cho nó, hoặc là một cái thành này. Thành này 800 tiền đấy, không ít đâu. Thằng giữ bố khốn nạn. Rồi Tào Tháo lại bị bắt, lần này thì không thoát được. Hai lần bị bắt vẫn còn bọn kia, có thể con kia nó lao lên nó đánh, nó tập kích đêm các kiểu đấy. Bắt được thằng tướng nào không? Chẳng nhẽ có đồ, có đồ. Úi giời, ngon luôn. Thằng Hạ Hầu Đôn này khá là ngon đấy, nhưng mà nó không theo. They have suffered enough. Nó lại làm một nghìn tiền thôi. Con kia nó đánh rồi, chắc chắn nó có tập kích đêm rồi. À không, có tập kích đêm ạ. Rồi, bạn tuổi. Rồi, quân của mình ngon nhé các bạn. Release them. We have no use for them. Thua phát hai đạo. Mất luôn cái mỏ. Quách già. Rồi, nó rất đông quân. Đấy. Ây da. Đứng ở kia. Rồi. Ô. Không đánh ngay ạ, lại bao vây. Thằng Đồng Mân này nó bị hâm các bạn ạ. Như Đồng Trác là nó chiếm rồi đấy. Nhưng mà bọn này là nó cứ vây đi. Cứ vây thầy. Ôi, Sĩ Nhiếp này. Từ chối. Thỉnh cầu nhưng mà lại không có ấy ạ. Từ chối. Làm gì? Thỉnh cầu nhưng mà ông tài chỉ có tập trung, ông đánh, ông khôn vãi trưởng, ông ấy. Các bạn nhìn nó mở cái map phía nam này. Khôn nhất là cái thằng rồi, thằng Tôn Kiên nó chiếm. Mình là cái chỗ chiếm gọi là giữa Trung Nguyên luôn. Rất là nhạy cảm. Ok, nói chung là giờ là xử lý thằng Tào Tháo thôi. Sprout ever upwards to heaven. China is people, not its oppressive warlords. For honor! Chết hết. Lại còn không chết. Vừa ấy tha thằng kia một mạng. The people's voice cannot be silenced. Không biết là có thằng nào theo không. Rồi, Tào Tung ạ. Hạ Hầu Đôn. Rồi. To the task. Tha. Khá ngon đấy. Chém chết bố thôi, tha cho bố. Return them to their kin. Thằng này đáng lẽ là chết là do đầu tiên. Bây giờ vẫn chưa chết ạ. Rồi, được một con tướng. Đó là cái hay khi mà mình gọi là mình tha mạng cho nó ấy các bạn. Cunning triumph. Nếu mà nó không có chủ quan ở triều đình ấy, thì những cái thằng danh tướng là tha nó một mạng nó sẽ biết. Let us make use of it. Nó sẽ theo mình. Nó thấy mình chủ công tốt. Mình có thêm thằng Hạ Hầu Đôn là như hổ mọc thêm cánh rồi. Resist corruption and endure harsh. You seek to waste my time, no doubt. Tào Tháo à. Bây giờ mình sẽ vác quân đi mình đánh. Be welcome and speak. Thi xem thằng nào chiếm nhanh hơn. Úi giời. Kiếm xịn thế. Đấy ta. Kiếm này thì cho thằng nào cầm đây. My lord, I hope all thằng này is well. Cầm được nha. Rồi. Miễn dịch mệt mỏi cộng hài lòng cộng 8 bản năng. Cho Kỷ Linh cầm vậy. Ok. Welcome, my lord. Mỹ phụ à? Có tỷ lệ
lẽ với hai đạo quân như thế này mình ốp thằng này, thằng này nó lại không lên. What do you wish, my lord? Hình như là mình không thể chiêu mộ được thêm đúng không? À, vẫn chiêu mộ được. Đây. Sprout ever upwards to heaven. Không được mà. Như một đạo quân phun như thế này là nó không dám. I bid you welcome, my lord. Summer's hay softens the senses. Stay fixed. We are as one. Đang trừ 2000. Remain supple. Marching. Không hợp với kỷ linh thôi. Unify in one direction. Be rồi. Ready to spring. Nhìn cái miếng mồi ngon thế kia mà không lao vào thì hơi phí nhỉ. Hiện tại thằng này đang đứng ở đây. Mình cần có một đạo quân mạnh mạnh để có thể phục kích đánh được thằng này. Với đạo quân này thì không thể đánh thắng được. Chỉ có dựa vào cái thế ấy thôi. Chấp nhận âm một tí tiền. How may I serve? Thằng này có bắn lửa. What do you wish to know? Cho những cái đồ gọi là tốt nhất. Tốt nhất có thể. Peace through conquest. Chỗ này là chỗ gọi là phục kích lý tưởng rồi. Setting the quan trap. Trọng là thằng này nó như thế nào thôi. Bọn này là nhiều giáo, có một đạo kỵ, hai đạo kỵ. Mình cần trust phải có instinct. Mấy thằng giáo nữa. Cho dù đánh tay thì vẫn có may thể win được. Courage reach as high. Steel for battle. Đổ hết quân. Ok. Với hai đạo này là có thể cân được thằng này. Đang bị âm 3000 tiền. Mình sẽ duy trì được 3 turn thôi nhé các bạn. Thằng này sẽ chạy về đây. Forward. Thằng này cũng rút về đây luôn. On the march. Mình chỉ cần đánh vài, chiếm được vài chỗ phát là mình có thể hòa bình với nó. Đấy. Nó lại không lên rồi. Mình phải cho thằng này chạy lui lên một tí thì mới hợp lý. Đấy, thằng này nó lại kéo quân ra đây. À, đẹp. Ô kia kia. Rồi. Thằng nữ bố nó xuống kia thì căng. Mất cái thành này là khá nhiều tiền đấy. Thế mới sợ nó cứ đi, nó cứ vây thế này là mà chết dở. Đã đang tiên chiến ạ. Nó cứ vây mình. Vây mà không đánh. Xong quân lại lên lại vây. Rất bố lao. Your treacherous tongue is great. Còn 7.6.
lying in wait. Đương nhiên là bây giờ mình chiếm một phát nào. Serve the people. Đây nhá, để xem cái thành chín này. Ai à, chiếm một cái thành chín này thì khá là ngon, nhưng mà phải đánh. China is people. Không đánh not được ngay. Impressive warlords. Cư xào này cũng khó mà chiếm được. Remain honest. Chấp nhận đánh thành chín rồi. For the people. Tiếp tục gây thành. Focus your rage. Strike through. Đêm có thắng không? Crush them. Cultivate patience. To battle. Mình đang muốn hòa bình với thằng Tào Tháo để mình đánh bọn Lữ Bố các bạn. Đừng để thằng Lữ Bố nó tắc oai tắc oá quá kia là cũng hơi mệt. From the roots to heaven. We will bring righteousness to this settlement. Thôi cố một tơn. Serve integrity. Mai đánh nốt cái mỏ này. Đấy. Thằng này có thể đánh cái mỏ này. Thằng này sẽ đánh mỏ ở dưới này. Cái thằng level 9 này trừ đến 26 lương thực ạ. Có ai trưởng cũng không quá nhiều tiền ạ. Đổi cái này lại. Cái này hủy đi. Your treacherous tongue is great. Vẫn 7.2. Nếu mà hòa bình thì mình có thể bán một cái miếng đất cho nó. Đây, ví dụ như thế này thì mình sẽ cho hai đạo quân đánh chết thằng này. Hoặc là mình chiếm cái này. Thằng này thì thôi kệ nó thôi, nó không ảnh hưởng gì đến mình thì thôi. Let desire shape and guide passion. At ease. Thằng này thì bị ốp chết rồi. Avoid diversions. My blade is poised. Standard stance. This is what you train for. Chạy. Quên mất đáng lẽ là cho thằng này nó cướp cái mỏ này mới đúng. Có đánh nổi không? Sợ thằng ở đây nó có thằng nó giữ thì chết rồi. Nhầm. À, có Tào Tháo ạ. Tào Tháo giữ bố rồi. Rewards victory. Không biết có đánh nổi không. No mercy. Tào Tháo thì chưa phun quân. Ok, đẹp luôn nhá. Thắng luôn. Chiếm được lại cái chỗ đất của mình. Each victory brings stability to the realm. Giờ mà ký hòa bình là ngon đấy. Rồi. My lord, I answer your request. Quân đội này thì mình sẽ hủy đi thôi. Để đỡ I answer to your request, my lord. Chuẩn bị vua ra để đón Lữ Bố các bạn. Do you have orders for me, my lord? Hiện tại nó sẽ công vào đây. Hay là có thể nó sẽ công vào ngay, nó sẽ công vào đây này. Còn cái thành này mình chưa biết. Mình có thể mua quân ở Tân Giã để thủ. Thằng này thì cũng không thể nào chạy kịp về. Đấy, cho nên là mình sẽ mua quân thủ ở Tân Giã đã. Cần thiết thì sẽ xét một thằng thái thú ở đây. Rồi. Cho em về với cả đất nhà thôi. With conviction and strike through.
maintain momentum. Thằng Tào Tháo này chết hết trên mọi mặt trận. Con bé này nó sợ nó chạy lên trên kia thì mình cũng không đánh được. Let feasting commence. Bắt được thằng nào không? Run back to your masters. Bây giờ hòa bình được chưa? 5.1 ạ. Nó chuẩn bị hòa bình rồi đấy. Each step in wisdom. Rồi. Với hai đạo này chắc chắn là chạy. Nhưng mình sẽ không cho nó thoát nhé. Ai cho chúng mày thoát? Quánh chết luôn. This cannot be. Chiêu mộ một thằng nữa may ra mới đánh được kịp. Thằng Trương Huân này mình sẽ dùng để ấy ạ. Kiếm một con bé của cùi thôi. Đây, a lapping tide erodes stone. Be still to conserve spirit. Always forwards. Be the sword. Order will spread throughout. 1, 2. To the grand design. Serve peace. Liên thuật chưa lên được. Marshal your reserves. Conserve spirit. Okay. Làm sao có thể thua? They lacked a coherent strategy. Tào Tháo khi mà mai. We are not barbaric. Mai Hòa. Keeping them is a waste of our resources. Okay. I am more myself than ever. There is cunning in portion. Ôi, tức. What do you wish, my lord? How may I serve? Mình sẽ giữ một đạo này thôi. Celebrate! Our victory was just. Remain dormant. Your arrival is welcome, my lord. À, Tào Tháo mai mình sẽ chiếm ở đây, làm hai mảnh của nó, sau đó hòa bình về phía sau. To waste my time, no doubt. Mai chắc chắn là nó sẽ ký với mình. Cái tình hình là nó sẽ ký. Và mình sẽ mất cái khu này để chuẩn bị đánh với bố Tào Tháo. Đánh như thế nào ok rồi. Đấy. Hiện tại cái thành này của mình có thể xây nông nghiệp, thương mại đều được hết. Quan phủ trợ cấp thì cái này cũng không cần thiết lắm. Xưởng công nghiệp cái chỗ này cũng được. Hoặc là xây một ít thuế vụ nó tăng tiền. Mai mà nó bao vây chỗ này là mình sẽ bị âm tiền. Cho nên là mình buộc phải mua quân ở Lam Dương để phòng thủ. Mua những thằng tướng giỏi nhất của mình ra. For the people. Hạ Hầu Đôn. China is people, not its oppressive warlords. Ben, do not break. Thẩm phối thủ dai. I am at your disposal, my lord. My lord, how can I serve? The mightiest tree survives on its roots. Rồi, thằng này phải tăng cái. Buộc cái khoảng sợ này cũng khá là ok. Thôi buộc cái khoảng sợ đi cho nó cầm tướng chính. Cái này trừ 10 hài lòng ạ. Cái này không cần nhé. Cái này cộng 18 ưu trí dành cho thằng khác. Thằng này nó. It is joyous to see the land filled with life. Rồi, chiêu mộ thêm một thằng khác có thể cầm quân. Đây ví dụ con thằng Lý Nho cũng không hợp luôn. Lưu Phong của Lưu Bị à? Cử bàn chắc Việt. Lưu Phong mua được. Nhưng mà nó lại không hợp. Thằng này đúng là không hợp với thằng nào, hợp với thằng Quách Dĩ. Thằng Thẩm Phối này thì sao? Cũng không hợp một thằng nào, hợp với thằng này.
Thằng thẩm phú này quân nó khá là đắt cho nên là mình chỉ đổi lại quân thôi các bạn. Quân này 50 mấy sĩ khí ạ. Mà có 142 tiền cũng không đắt lắm nhỉ. Từ từ ạ. 131, cái này một cái này cần đổi. 157 cũng không quá đắt. Ôi nhưng mà tầm này thôi. À. Từng đây quân thì cũng không không ăn thua. Thêm một đạo nữa. Honor your ideals. Cứ mua ra nhưng bạn không cần phải hợp nhau đâu. Mua thêm được một đạo nữa. Buộc phải mua tướng ngoài rồi. Cao phái, Tào Tháo không được. Có cái thằng Lưu Phong này thì không hợp. À đây, thằng Đồng Tập này thì sĩ nhiếp hoàn toại, ok. Sĩ nhiếp là được. Nhiếp thì có mấy khi dùng thế đâu. Cứ đổi cung hết đã. You beckon? Rồi. Tạm thời như thế đó. My lord, I answer your request. You grant me a kindness in calling. Thằng này để chủ yếu mình thủ bọn này thôi các bạn. Rồi, ok. Ô thế như thằng mình đánh nhau cả Lưu Bị nữa. Cần một đạo ở đây và một đạo mua một đạo phụ đứng gọi là dụ hàng rồi. Tào Tháo à. Vẫn chưa hòa bình thì làm xuống. Giỏi mưu kế nhưng mà thất bại toàn tập. Keeping them is a waste of our resources. Mấy thằng tướng cổ à đánh nhau. It is this or death. Không có chư hầu chư hiếc gì hết. À, điều kiện hòa bình, ôi kìa, -4.0. Mình cân bằng cần 7 điểm ạ. Úi giời, thôi thôi thôi. Từ chối. Mày chiếm thì mày cứ chiếm đi. Rồi, bao vây à? Bao vây à? Ây da, cả thằng nữ bố thì không được rồi. Cái thành đấy là mình 800 tiền đấy. Khó quá nhỉ. Ây da, ây da. Thằng này không đánh được sĩ nhiếp nữa à? Đứng cạnh sĩ nhiếp. Đang bị bao vây. Bao vây cái thủ phủ. Với quân đội như thế này thì thực sự là mình rất khó để đánh với cả tương đây danh tướng. With heaven. Nếu mà mình có tầm 3 đạo quân thì ok. Đây mình chưa có. Tiên thuật ra. Remain flexible to react with agency. Forward. Resist corruption and endure. Nó mà ngày mai mà nó vẫn cứ ấy là mình ốp được đấy. Advancing. No effort will achieve this. Chỉ cần thêm một turn nữa thôi. Mình sẽ mua full 3-4 đạo quân này ra là đủ ốp. Kỷ Linh, Kỷ Liếc này. Lúc lẫy là chưa mua được. Serve peace. Toward glory. Một turn nữa thôi.
Patience ba đạo này lao vào là win cộng với cả quân ở trong thành và thêm một thằng thái thú nữa. Mình cần một mua một thằng nào có thái thú quân nó khá là xịn. Phổ Nệ Diễm này là thái thú này. Còn không thì nó chiếm cái thành của mình không sao. Đấy. Greetings. À, ôi thằng Lưu Bị này. Ôi giời, biến Lưu Bị thành chư hầu được luôn ạ. Thế thì cần gì phải đánh nhau. Giời ơi. Khổ lại vừa được tiền ạ. Rồi. So be it. Đã hiểu tại sao mà Lưu Bị không nhận làm chư hầu luôn đi. Rồi, ngon rồi các bạn ạ. Mục tiêu không giao chiến với Lưu Bị đã đạt được. Sắc lệnh đình chiến. Đình chiến. Ngon rồi. Còn Lưu Bị đâu nhỉ? Lưu Bị, hình như Lưu Bị chư hầu của ngài có một cái chỗ bé bé xíu này thôi á. Greetings. À, nó có 8 thành cơ mà. Nó lại rất là hài lòng với mình. Đấy, nó cũng lên bá tước rồi. Chứ ít gì đâu. Bây giờ ra đây đánh thằng này thì sao? Towards peace. Ok. Cái này đánh được nha các bạn. Bao vây. Lift the peasants. Tào Tháo này coi như là mất luôn. Tiếp tục vây thành. To battle. Quên đấy, đáng lẽ mình lùi về đây thì đẹp. Bây giờ mình còn mấy lượt mua nữa. Vẫn được. Thứ nhất là mua một thằng này ra. Một thằng cùi cùi thôi. For harmony. It is time to reflect on events. Diêm Trượng Viên Anh Dương này. Remain resolute, my lord. Tell me your wish and I shall strive to fulfill it. Đáng lẽ là chạy một phát ra đây. Towards unity. Thôi cũng không sao. Tiêu Mộ. When drawing a bow. Vẫn công được trong một ngày nhé con. How may I serve, my lord? Cho thằng này. Remain flexible. Đổi ra con pháo. Và con Viên Anh Dương này hủy đi. I am here to serve. Con Viên Anh Dương hủy đi. I answer, my lord. Thằng này tạm thời for China. Bỏ vây thành. Retreat. Rồi, cho thằng này vào. Thế là xong. Strike now. Hơi gọi là lằng ngoằng một tí các bạn. Cunning triumphs. Okay. Đánh sau thằng này thì mình lại hủy quân đi thôi. Quân đi đâu? This will meet our needs. I answer, my lord. Vừa không mất máu. Your arrival is welcome, my lord. Dẫn quân thần tốc. Our victory is proof. Rồi, thằng Tào Tháo hiện tại ở đây à? Mai mình sẽ qua đây mình đánh được. Đây chiếm luôn đây. Hai đường chiếm được nào cũng được. Đây sẽ chiếm đây trước này. An impossible task. Đánh thắng được thì đánh luôn, còn không đánh thắng thì lại kéo quân lên. Bao vây. Tập kích đêm không thắng à? For China. À. Coi như là cái mảnh này tha. Ben, cứ hai đạo mà ốp thôi. Làm tiền thằng Tào Tháo các bạn. Crush them. Ô kìa. Quân lực vượt trội nhưng mà vẫn không thắng à. Không thắng nha các bạn. Thôi cái này buộc mình phải đánh tay rồi, không có cách nào khác. Đáng lẽ mình không muốn đánh tay đâu. Thôi biết làm sao rồi. Chủ yếu mình làm clip này để cho các bạn biết cách đi quân thôi. From our mind springs action. From action, victory.
các bạn mà chơi cái mod AI Hell ấy. The days may shorten, but we cannot rest. Nếu mà các bạn mà không gọi là không đánh nhanh ấy, thì quân của nó chiếm rất nhanh. Nó chiếm được sắp của mình, nó sẽ chiếm Purina, liên tục luôn, nó không như là chơi không có mod AI Hell. AI Hell thì nó thông minh hơn ở cái đấy. Nó chiếm được, nó chiếm phăng phăng phăng. Còn chơi bình thường nó chiếm nó còn ngất ngứ chán. Nói chung là chắc còn phải thêm một clip nữa thì mới end được game. Hiện tại mình chưa lên vương, mình mới lên bá tước. Mình đã bảo mình đã lên vương rồi. Nhầm ngọt sang trồng trọt. Và tình hình là mình cũng sắp lên vương rồi. Clip này chắc là mình sẽ lên vương đấy. Với cái tiến độ chiếm thành như thế này thì chắc chắn là sẽ lên vương rất là nhanh thôi. Boom! Blaze ready! Hurry! Boom! Ready! Take heed, warriors! Ready! At the ready! Make ready! At the ready! Tất cả các quân đã bắn. The time has come! Our warriors run! Cravens, dogs! Unleash fury! Stand ready! Steel yourselves! Attend! To attention! Be everywhere and nowhere! The time has come! Do not relent! March at the double! Steel yourselves! Có hai tướng này lên đạp. From the roots to heaven. Chủ 12 ân sủng. Thôi thả. They have suffered enough. Nhờ đánh nhau mà mình càng ngày càng nhiều đất nhiều thành. Và cũng chuẩn bị lên vua rồi. Tào Tháo thì còn 1-2 chỗ này thôi. Resist corruption and endure hardships towards peace. Serve integrity. Mai sẽ chiếm. Đây toàn thành to đây. Hiện tại thì có thể ốp chết thằng này. Tự động chiến đấu luôn. They lack a coherent strategy. We are not barbarians. Thả để cho nó gọi là đỡ phải làm ngoan. Đây, thằng này có thể mình sẽ chiêu mộ một ít quân để có thể công được cái chỗ kia. Đỡ phí ở 800 tiền hơi đắt. We thought you dead. Welcome, friend. Không có gọi là cưới được ai. Ngày mai mà công cái chỗ này thì cũng hơi dở. Mình sẽ cố giữ cái thành cấp cao để mình lên cộng 30 danh vọng ạ.
Mình xem mình còn bao nhiêu danh vọng nữa. Rồi 37 chiếm một cái thành level 7, level 8 nữa. Chiếm thêm mấy cái thành nữa thôi. Thành level 8 nữa là 30 danh vọng. Ok. Qua ngày thôi. Xem tình thế thế nào. I agree to nothing until autonomy is agreed. Ok, cho yêu cầu we are in concert this day. Bọn này nó đang có thể đánh mình. Lưu Bị ở đây có một đạo. Mình có thể yêu cầu Lưu Bị công công cái bọn là Yên Thiệu. Rồi thằng Viên Thiệu nó lại kéo hai đạo quân sang. À, nhiều đấy, Viên Thiệu là nhiều nhá. Lưu Bị thì đang đứng ở một đạo quân ở đây, đứng một đạo quân ở kia. Đồng Mân ấy dạ, không đánh ạ. À. Rồi có win không? Không win là vỡ mồm. Bố à, mày phải chết. Bắt được thằng nào không? Vây đang vây thành mà ham đánh nhau à? Cái tội. Rồi được một con ngựa thích thú. Return them to their kin. Thơm thịt. Rồi. Mai là mình úp chết thôi. Chứ bố gần là đói chết rồi. À. Chắc mình diệt được hai cái đạo kia thì có thể ký hòa bình với nó đấy. Rồi. Tôn Kiên vẫn chưa giải quyết xong được cái thằng Lữ Bố ạ. À, thằng Sĩ Nhiếp ạ. Trong khi một đống quân như thế này, ba đạo quân nào vào một đánh đi. Khó khăn vãi. Sĩ Nhiếp cũng có mấy đạo. Cái gì kia? Đạt được ân sủng ạ, sẵn sàng ra trận. Cần chó thì ân sủng. Cần thiết cầu xin. Ly khai nhà Hán. Mẹ làm sao mà phải ân sủng ân siếc cái chó gì. À mình là Hán tặc rồi thì ly khai rồi các bạn ạ. Ly khai nhà Hán 15 lượt để trừ phí chiêu mộ, phí duy trì. Làm là Hán tặc rồi. Nó cứ ép mình không muốn, mình không làm phản không được. Kiểu vậy. Remain pure. Forward. Resist corruption and endure hardships. An impossible task. Mình đánh thằng Lữ Bố để cho nó ấy nhé. Do not break. Thằng kia nó không thể đánh. The mightiest tree survives on its roots. Thằng này buộc phải đánh. Rồi rồi với quân đội như thế này thì làm tướng. Tiến thành vào tao hơi lâu đấy. From the roots to heaven. Lữ Bố thì rất khó bắt, nhưng mà nếu mà bắt con ngựa thì chưa biết được. Lý Thôi ạ, Cao Thuận. Thôi cứ thả. They fought only for their beliefs. Mấy thằng tranh chiến này have suffered enough. Sau khi nào mình có thể chiêu mộ được. Đấy, thằng này chạy. Mountains peaks offer a challenge so that we may learn ai, to rise. Mày chạy. To battle. Attack. Tự động chiến đấu. The people's voice cannot be silenced. Bắt được tiếp không? Bắt được Cao Thuận Lý Thôi không? Bây giờ vẫn không được ạ. Bọn này chỉ là tướng lĩnh thôi. Ôi thằng này nó là thái thú. Thái thú thì không được rồi. Chẳng nhẽ phải chạm. Thôi thả. They fought only for their beliefs. Nếu mà không phải là thái thú thì thằng đấy nó theo đấy. Greetings. Đồng Mân bây giờ thì hòa bình ngay. Mình sẽ yêu cầu cấp tiền.
bọn này nó lại xanh hết với mình như thế nào nhỉ? Thằng nào cũng xanh. So it is agreed. Ô, mình đánh nhau cả thằng Khổng Dung à. Enter freely, friend. Thằng này gọi là cũng gọi là vớ vẩn đánh nhau thôi. Chứ cũng chả thù hằn gì với mình. Ok. A successful bid. Mình đang là hán tặc đây. Làm gì nhau? Hán tặc càng sướng. À, sẽ yêu cầu Lưu Bị đánh tuyên chiến chiến tranh với cả thằng Viên Thiệu. We are immovable as stone. Do your worst. We feel honored. Thằng này nó không đồng ý ngay khôn lắm. Our answer will be a sharp spear. Bây giờ thì phải rút về đây rồi. Đạo này thì không có cách for nào. The people. Advancing. Ok, triệu tập quân đội ở đây ra. Viên Anh Dương ra. For China, I feel refreshed and whole again. Kỷ Linh ra. Truth is an unquenchable flame. Phòng thủ quá đơn giản. To duty. On the march. Lying in wait. Không thằng nào hợp ạ. To war. Tầm này thì không cần hợp. Resist the chaos of change. Meditate on peace. Prepare for war. You grant me a kindness in calling, my lord. Thằng này mình sợ là nó không 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 tới kịp. Đấy. Không tới kịp thật. All must unite. Follow the heart. Standard stance. Setting the trap. Remain pure. Clarity shines the path. Announce my arrival. Như thế này thì sẽ chắc chắn kịp. Standard stance. To arms. Strike true. Crush them. Đây là cột công được luôn ạ. The population is growing here. A gladdening sign. Chiếm luôn. For China. Our faith was rewarded. Lại có tướng lên cấp. This power will serve the people. Honor your ideals. Rồi, tiếp tục. Ở đây mình sẽ how can I serve my lord? Sau đó chiêu mộ. Remain flexible to react. Công luôn nha các bạn. Your arrival is welcome. Trong một tơn là phải công luôn. To action. To battle. Khá là đồng quân. Strike quickly. Nhưng mà mình phải chơi trong một tơn là phải chết ngay. Marching. Shout fury. Chưa chết. To arms.
mai mới ăn được. Gather your strength. Standard stance. Hơi căng. Draw inwards and strike out. Rest and patience restores. Ôi thật chết rồi rồi. My aim tự dưng thằng kia lại chiêu mộ thành chạy là thành, will and body thành không rest. Đi được luôn nhé các bạn. Nói chung là không được chạy thì được. Conserve spirit, my lord. Tách ra như thế này thì được này. Tự dưng chạy một cái là thành dở hơi. Branches stretch without choking each other. Không thể huy được. Them. Cao cao thảm bại tiếp tục huy thành. Strike now. Mua we are as one. Không thể mua được. Thôi chấp nhận là mai đánh thôi. À, đạo quân ở đây thì mình có thể kéo về đây được không? Không cần kéo. Hủy luôn. My lord, tell me your wish and I shall strive to fulfill it. Nói chung là không bắt được thằng tướng nào của Lữ Bố đâu. Hơi tiếc. Hủy. Cultivate patience. Rồi bây giờ tập trung đánh Tào Tháo với cả thằng Viên Thiệu thôi. Mình chuẩn bị lên vương rồi. Welcome, my lord. Your presence, I am at your disposal. Okay. Advancing. Làm nốt cái cảng cá của thằng Tào Tháo. Cũng khó ăn đấy. À. Your treacherous tongue is grating. Biến nó thành chư hầu thì nó lại không đồng ý. Thái độ nó quá là ấy. À, Lưu Bị còn khá nhiều đất. Ok, à, Lưu Bị đang ở một số cái thế khá là ngon. Ở trong lòng của thằng Công Tôn Toản này luôn. Đấy. Mỗi tội thằng cái cánh này thì Lưu Quan Trương đang hơi dở. Nhưng mà hiện tại thằng Lưu Bị là ngon nhá. Tào Tháo mai chắc là xin đầu hàng. Lưu Bị chạy. Rồi. Lưu Bị chắc lại định chiếm cái thành nhỏ. Ăn phục kích thế thôi. May hạ bưởi. Chết mất một ít quân ghẻ. Free the prisoners. Mai mình lại mua thêm một đống tướng nữa là chết. Tào Tháo thì càng ngày càng yếu rồi. Còn vài chỗ thôi. Ôi mình sẽ rút lui vậy. Wisdom dictates. Để hồi quân. We must conserve our forces for later. Thực ra mình đánh tay là mình thắng ấy, nhưng mà thôi mình không thích đánh tay. Retreat. Đấy, đứng ở đây. Gấu. Mai mình sẽ lao vào cho chết luôn. Chiếm hết đất luôn. Vào ngày thằng nào? Thằng viên thuật này nó có một cái nhà đặc biệt mình chưa xây. Cái đấy nó sẽ trừ cái điểm huyết thống. À cái điểm ấy đây, đây này. Trọng phủ nha này. Nó sẽ thu thập từ tất cả các nguồn. Các nguồn luôn. Lâng cấp quân đồn trú tinh anh. Các nguồn phạm vi thế lực thì mới được. Chứ còn thu thập 40% từ các nguồn. Có nghĩa là thành nào mà làm kinh tế thì có thể xây. Hiện tại là mình cũng đang hơi bị
bị thiếu. Đây chỗ này mình sẽ mua quân nha. Nói chung là mua full quân. Tướng tiếc không quan trọng. Cứ mua full quân để đấy. Chỗ này cũng phải mua full quân này. Mua full mấy đạo quân. Để mai chiếm luôn. Bend, do not break. Không thằng nào hợp. Be still to conserve spirit. Unification requires discipline. I return. Chỗ này để mà công được cái này ấy, thì hiện tại mình cần phải cái thành này đáng nhẽ là cái thành chữ lương và công nghiệp, chứ không phải là thương mại. Hai mỏ thành này có thể mình sẽ hạ cấp xuống chữ lương. Ok, với quân đội như thế này thì chán thôi. Attack, crash upon them. To war. China is people, not its oppressive warlords. Remain honest. I shall not waver. Deflect with shield, cleave with sword. Be still to conserve spirit. Moving. Persevere. To battle. Thrust with conviction and strike true. To the grand design. Unified in intention. To battle. Cunning triumphs over brute force. In service of the empire. Con này thả mấy lần. Thằng đồng chắc lại, thằng Let us make Tào use Tháo of lại it. Không tin hòa. Thế mới liều. Our victory is proof of heaven's approval. Đương nhiên là với quân đội này mình vẫn có thể thành công một cái thành này nữa. Đây. Hiện tại là mình có thể đứng ở cửa đây. On the march. Chiêu mộ thêm một thằng tướng nữa. Thịnh biến này. When drawing a bow, hold the breath. Embrace impulse. To war. Ô thắng lợi luôn ạ. Tuyệt đối luôn. Bởi vì mình tiếp We outwitted them. Meditate on experiences rồi. And wisdom will Nên vua rồi các bạn. Đương nhiên rồi. Bây giờ the time of the Hun is ended. The will of heaven is shifting. The celestial empire rests on the tip of a sword. The emperor's old champions now stoke their own imperial ambitions. The old ways scatter like leaves before the coming storm. Their time is over. Change is carried on the wind. Wow.